hip hop, rap là những từ hiện tại đã quá đỗi quen thuộc với giới trẻ Việt Nam. Ở nước ta hiện nay, dòng nhạc rap đã và đang được đánh giá cao và có sức ảnh hưởng lớn, nhưng đó không phải là những gì mà Việt rap được nhìn nhận ngay từ khi nó mới bắt đầu len lỏi đến nước ta. Vậy thì hôm nay, hãy cùng mình ngồi xuống và tìm hiểu xem rap Việt trong quá khứ và hiện tại có diện mạo khác nhau như thế nào. Ok, mình là Pink Dot và đây là Spy Room. Trong dòng chảy cuồn cuộn của âm nhạc Việt, dòng nhạc rap đã từng bị xem như là đứa con ngoài giá thú. Rap Việt vẫn còn bị số đông công chúng dành cho một cái nhìn thờ ơ, ghẻ lạnh, thậm chí là có phần định kiến. Minh chứng rõ nhất cho điều này là không ít những bài báo quy kết nhạc rap là bẩn và đánh đồng nhạc rap với nhạc chế. Những góc nhìn phiến diện từ những người không thật sự có hiểu biết về rap đã vô tình làm xấu đi hình ảnh của rap Việt trong mắt khán giả và dần dần giết chết rap Việt. Nhưng thật may, rap Việt vẫn chưa bao giờ chết. Vẫn có những con người đang ngày đêm nhen nhóm lên ngọn lửa của rap Việt bằng tất cả khả năng và tâm huyết của mình. Họ làm nhạc vì đam mê, vì cái tôi cá nhân, không màng đến sự nổi tiếng hay tiền bạc. Đã từng bước một, chậm nhưng chắc, xây dựng một cộng đồng underground vững mạnh với những người làm nhạc có tâm và có tầm cùng những người nghe nhạc văn minh. Và từ thế giới ngầm, rap Việt đang dần dần bước ra ánh sáng. Giai đoạn những năm 2012 đến những năm 2013 thực sự là một giai đoạn đánh dấu nhiều sự chuyển biến của rap Việt. Bắt đầu từ khoảng giữa những năm 2012, khi DSK cho ra track Some Love, thời điểm này, rap Việt đang nguội dần sau những mâu thuẫn của VD, AC hay Harlan. Some Love được những người yêu quý SK ví như một bản tình ca mà rapper này viết riêng dành cho rap Việt, mối lương duyên trọn đời của SK. Vì thế, chúng ta hãy cùng nhau dành ra một vài giây ngắn ngủi để nghe lại bản rap lớp có 102 này nhé. Bên the game man thì bè phái, chẳng thằng nào chịu nể ai, luôn sẵn sàng để kê khai lời chê bài, còn góp ý đeo thằng nào chịu đề tài. Nhưng lớp người sau có còn ai nghe kể lại về Khánh nhỏ Việt rapper, về AC, những gì tạo nên nền tảng trước khi ra đi. Vào lúc đó thay vì chỉ khác gì Thánh, giờ ta vẫn còn nghe Vietnamese gang. Còn đừng nói về lịch sử như đúng rồi, nếu mày vẫn chưa từng được nghe chung lối Nam City, biến mất chẳng chút tin, giờ đang ở nơi đâu có còn hút pin. Điều gì tao không thấy hoặc không ai, nhưng với game này thì AD Việt vẫn còn bao nhiêu nồng say. Dù nhiều cánh cửa đã mở và đã khép, nhưng chẳng bao giờ ai quên cái tên cả che. Việt hip hop mở rộng một cộng đồng nhưng sống phải lũy tin. Tuy vậy mày biết GVR là uy tín, trong đó có 313 nuôi lớn rap cho Sài Gòn là một nhà. Cùng nghe sẵn sàng làm rap miền Nam, lòng khác là còn Hà Nội. Rap fan nên tạc ra những gì fan hip hop tạo ra. Còn tao hả, tao nể người qua thăng trầm chẳng sao cả. Nên học sinh cần lấy phân ghi vào bảng, LK cho quá khứ và hiện tại vẫn lão làng. Nên sao gang vì chất họ tự phất, cả rick lên MTV mà tao vui là sự thật. Space Baker giống như là làn gió mời, fan của Việt rap là tạo nên và chạy cái trò chơi. Nhưng người tao quen thì chẳng cần phải viết nữa, chắc chắn tụi mày cũng biết thừa. Pissing những cái tên tao không nhớ đến năm nào, giờ đã là bao giờ đi. Trời đất trước cơn bão thường rất phẳng lặng và bình yên. Đúng như vậy, sang đến năm 2013 thì thực sự một cơn bão rất lớn đã ập đến với Việt rap. Trận đại chiến Nam Bắc xảy ra ngay sau khi những rapper dần dần có được danh tiếng của họ, âm nhạc của họ ngày càng được công chúng đón nhận, và họ cũng bắt đầu kiếm tiền từ rap. Việc kiếm tiền từ rap, lên sân khấu lớn, có những bản hợp đồng với công ty giải trí là nguồn cơn chính cho đại chiến Bắc Nam và ngòi nổ cho trận rap battle chất lượng nhất mà rap Việt từng có, là track ức chế của Carrick. Do Carrick đã quá chán ngán với tư duy của những fan underground rằng việc anh làm nhạc kiếm tiền là mất chất. Điều này đã gây ra sự tranh cãi cực lớn giữa các rapper thời đó. Có những người cho rằng Carrick đang dần dần làm mất đi bản chất thực sự của rap, nhưng cũng có những người ủng hộ Carrick vì họ nhìn thấy được rap Việt có thể phát triển hơn rất nhiều nếu một ngày nó được đưa ra ánh sáng và nhận được một sự đối xử công bằng hơn từ phía khán giả. Giai đoạn 2014 đến 2015 có thể xem như là một khoảng thời gian đáng nhớ với cộng đồng rap underground, khi những sản phẩm của họ liên tục được đưa ra mắt và được khán giả đón nhận một cách nồng nhiệt. Đầu tiên phải kể đến một nhà của Đà Lạt. Đà Lạt từ lâu đã là một cái tên có máu mặt trong giới underground Hà Thành. Họ nổi tiếng với những sáng tác chân thực, mộc mạc, với nguồn cảm hứng lấy từ cuộc sống hàng ngày. Dù được Đà Lạt bật mí rằng đây không phải là ca khúc tâm huyết nhất của nhóm, nhưng Một Nhà đến thời điểm hiện tại có lẽ là ca khúc thành công nhất của Đà Lạt. Cuối năm 2015 cũng là thời điểm ra mắt một hiện tượng khác của rap Việt, Đưa Nhau Đi Trốn, với sự kết hợp của Đen và Linh Cáo. Cũng như Đà Lạt,
Rapper Dan hay còn được gọi về cái tên thân mật hơn là Dan Vo, cũng là một rapper kỳ cựu của Underground. Trước Đưa Nhau Đi Trốn, Dan đã có rất nhiều ca khúc về tình yêu, về tuổi trẻ, về khao khát được khám phá thế giới muôn màu. Nhưng phải đến Đưa Nhau Đi Trốn, cái tên Dan mới thực sự được đón nhận đông đảo từ khán giả. Và giải thưởng ca khúc rap, hip hop được yêu thích nhất của Zing Music Awards 2015 là một lời khẳng định cho sự thành công của Đưa Nhau Đi Trốn và cũng là hành trình bước ra ánh sáng của rap Việt. Sau bước chạy đà gần như là hoàn hảo ấy, cộng đồng underground như thừa thắng xông lên với liên tục những ca khúc là Mưa Làm Gió, bài ca Tuổi Trẻ của Tam Ca PKL, Yêu Năm, Remastic hay Dây Xét của Binzy đã dần trở nên quá quen thuộc. Những giai điệu này vang lên khắp nơi, từ những buổi sinh hoạt lửa trại ngoài trời của các bạn trẻ đến loa phát trong những trung tâm thương mại. Những giai điệu, lời ca độc đáo, ca tính được đón nhận, những cái tên xa lạ được nhiều người yêu thích hơn và rap Việt đã thực sự trỗi dậy. Với nguồn động cơ từ thế giới ngầm, rap Việt đang trỗi dậy mạnh mẽ. Trải qua 20 năm tồn tại, chúng ta đã có đủ độ dài thời gian, kiến thức và tư duy để nhìn nhận và đánh giá thực sự về giá trị của loại âm nhạc này. Và cũng đã đến lúc chúng ta nên dành một cái nhìn có thiện cảm hơn với nhạc rap. Nếu bạn thích video này, hãy bấm like và share để ủng hộ chúng mình. Còn nếu muốn gặp chúng mình nhiều hơn, hãy bấm nút subscribe. See ya, mình là Pink Dot và đây là Spyro.